Bà biết hồi nãy giờ á, tôi bực mình bà lắm không? Bà nghĩ bà là ai mà bà ngồi chung mâm với tôi? Bà còn lấy đũa của bà gắp đồ ăn cho anh Quân nữa. Cái đồ dơ giấy bẩn thỉu, nhìn thôi cũng ói rồi. Xin lỗi, dì đổ tô canh lên cái túi của cô. Để đưa một tô khác cho nha. Im. Chưa đến lượt cô lên tiếng trong căn nhà này đâu. Bà nghĩ bà là ai mà bà kêu tôi im hả? Mẹ có mắt xong rồi đó. Bà nói cái gì vậy? Đó là mẹ của tôi. Mẹ tôi giả làm người giúp việc để giữ lòng con dâu tương lai. Ban đầu tôi nói không cần, vì tôi tin cô. Nhưng bây giờ tôi đã tin mẹ tôi rồi.